Truyền thông Trung Quốc hôm qua đưa tin, sau cuộc bỏ phiếu kín tại phiên họp lập pháp kéo dài 2 tháng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của nước này đã thông qua bản dự luật mới về môi trường. Theo đó hạn chế những nguồn gây ô nhiễm khác nhau, cũng như nêu ra các hạn định trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng. Theo dự luật mới, Hội đồng Quốc gia Trung Quốc sẽ được quyền đánh giá chính quyền cấp tỉnh dựa vào các mục tiêu cải thiện chất lượng không khí. Tương tự, chính quyền cấp tỉnh sẽ có quyền đánh giá chính quyền cấp thành phố và kết quả đánh giá này phải công khai trước công chúng. Bên cạnh việc hạn chế các nguồn gây ô nhiễm môi trường, điều luật này còn áp đặt định mức tiêu chuẩn mới cho chất lượng xăng dầu mà theo kết quả thẩm định, hàm lượng lưu huỳnh, olefin, arenes và benzen trong dầu diesel tại Trung Quốc cao hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu. Ngoài ra, điều luật mới cũng thúc đẩy các hộ gia đình sử dụng than sạch và hiệu quả, cấm phân tán thuốc trừ sâu độc hại vào cây và bụi cỏ tại những khu vực đông dân cư. Chính phủ Trung Quốc sẽ lắp đặt các thiết bị cảm biến từ xa tại tầng cây xanh dọc đường phố, nhằm kiểm tra lượng khí thải của các phương tiện di chuyển. Tổng cộng có khoảng 150 thiết bị giám sát sẽ được lắp đặt dọc theo các tuyến đường chính trong thời gian tới. Tại các khu vực ven biển nơi chất lượng không khí đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiên liệu dầu nhiễm nặng lưu huỳnh từ các tàu đang hoạt động, điều luật đưa ra quy định kiểm soát việc xả chất ô nhiễm của tàu trong giới hạn cho phép. Theo đó, những con tàu tiến vào khu vực phải đáp ứng được yêu cầu chất thải phù hợp. Điều luật được đưa ra không lâu sau vụ nổ kinh hoàng tại kho chứa hóa chất ở thành phố cảng Tianjin làm 150 người chết. Lượng hóa chất độc hại lan truyền sau vụ nổ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người dân khu vực đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc kiểm soát và xử lý ô nhiễm từ các cấp chính quyền.